Ok, bây giờ hiện giờ là không có máy lạnh nhưng vẫn xài được quạt máy, tại vì có Tesla nên cái quạt máy giúp cho mấy mẹ con được mát mẻ. Hai cái quạt máy và một cái quạt trần. Đây mấy bé, nhất là mấy mò này, mấy mò hồi nãy lẹ lưỡi nhưng mà nhờ có cái quạt nó đỡ. Đó. Và má cũng có một cái quạt donation của lần trước vẫn còn xài. Bây giờ chỉ thâu diary thôi, là tại vì má bị SOS rồi không text được ai hết nên phải làm diary, khi nào nó ship nó gửi được thì gửi thôi. Để mình nè. Đây là diary number whatever, và má cắt dưa hấu rất là mát để đút cho mấy em ăn. Yep, mấy em thích cờ cho con nhã cho friend. Yep. And then cho bé Lu. Bé Lu ăn rất là giỏi. See. Nên cho Molly. Molly rất là giỏi. Molly quá là giỏi luôn. And then friend cũng vậy. And then pickle, you try again. À, để mà mình cho bé Mi nữa kìa. Bé Mi quá xa. Mi ơi. Mi ơi. À, and then tofu nữa. Tofu ăn cho mát đi con. Má mới cắt nè. Ăn dưa hấu cho nó mát. Oh, Mochi xuất hiện rồi. Cho Mochi một miếng. Mochi quật luôn.